sự hối hả và nhộn nhịp tại những địa điểm nổi tiếng nhất của London đã được ghi lại đầy mê hoặc trong một đoạn video 360 độ biến thành phố này thành một hành tinh nhỏ. Cầu Westminster, rạp Zip Piccadilly và nhà thờ St. Paul là một vài địa điểm trong số những điểm đến du lịch nổi tiếng được giới thiệu trong đoạn phim mang tên Planet London của nhà nhiếp ảnh và quay phim Anatolia. Trong video, mỗi một địa điểm mang tính biểu tượng của London đều xuất hiện như một thế giới nhỏ của chính nó. Người nghệ sĩ 32 tuổi hiện đang sống tại London đã sử dụng hai chiếc máy ảnh Kodak SP360 4K để quay phim và sau đó biên tập hai luồng video bằng các phần mềm của Adobe. Anh chia sẻ rằng anh rất thích ý tưởng chụp tất cả mọi thứ xung quanh mình vào trong một bức ảnh duy nhất và dùng hiệu ứng timelapse nhằm cho mọi người thấy thế giới sẽ khác biệt như thế nào so với thế giới mà chúng ta thường nhìn thấy.